Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mẹ bé Thủy Thảo. Và trong video ngày hôm nay, tiếp tục Thủy sẽ review về dòng sản phẩm sữa rất là nổi tiếng ở bên Úc và tại có mặt tại Việt Nam. Những ông bố bà mẹ nào mà quan tâm đến việc tiêu hóa của con, quan tâm đến việc chọn một cái dòng sản phẩm sữa chuẩn sạch cho bé yêu nhà mình đạt chuẩn hữu cơ đấy, và những ông bố bà mẹ nào quan tâm đến một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh cho bé, nói không với việc dậy thì sớm, thì hãy theo dõi video ngày hôm nay của mẹ bé Thủy Thảo. Mẹ bé Thủy Thảo sẽ review về cái thương hiệu sữa Bellamy Organic, nhưng đây là mẫu mới ra và mới có mặt tại thị trường Việt Nam, và nó có những cái điểm gì khác biệt thì trong video ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ review về cái dòng sản phẩm Bellamy Organic này cho ông bố bà mẹ của chúng ta nhá. Lần lượt Bellamy Organic nó sẽ có 3 số, số 1, số 2, số 3, dành cho bé từ 0 đến 6, từ 6 đến 12 và từ 12 đến 36 tháng. Bây giờ thì mình sẽ cầm lon số 1 lên review cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Đây là cái thương hiệu sữa Bellamy Organic. Nhắc đến Bellamy Organic thì mẹ bé Thủy Thảo có làm khá nhiều video rồi. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên Úc. Nó không chỉ là mình sữa công thức mà nó còn cả bột ăn dặm này, nuôi cho bé này, rồi hoa quả nghiền, rồi tất cả những cái thực phẩm đấy thì nó đều được đạt chứng nhận kép organic. Đấy, chứng nhận kép này, chúng ta nhìn cái chứng nhận ở trên lon sữa như thế này. Đối với chứng nhận kép này thì chỉ 1% trang trại trên thế giới được chứng nhận thôi, và Bellamy Organic đã nằm trong số 1% đấy. Và bây giờ thì mình nói qua một chút về cái thương hiệu sữa này, sau đấy thì mình đến cái dinh dưỡng bên trong của sữa nhá. Bellamy Organic thì mình đã nói rồi, đây là cái dòng sản phẩm nội địa của Úc, và trên lon thì nó hoàn toàn là tiếng Úc. Nhưng đối với một cái sản phẩm nhập khẩu nguyên lon ở bên Úc về thị trường Việt Nam thì chúng ta phải lưu ý có tem phụ ở trên sản phẩm như thế này. Tem phụ tức là tem dịch ra tiếng Việt, nó dán từ thông tin thành phần cho tới cách sử dụng như thế nào của lon sữa. Nếu mà không có thì chúng ta không nên sử dụng cho con yêu của mình. Và Bellamy Organic thì ở dưới này lon chúng ta sẽ thấy có một cái mã QR, nó có ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô của sản phẩm như thế này. Đấy, chắc là nó hơi ngược sáng nên nó hơi tối một chút nhá. Và đối với cái mẫu Bellamy Organic mẫu mới này thì nó có những cái điểm ưu như thế nào, thì trong video ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ cùng khai quật với chúng ta. Đầu tiên thì cái điểm ưu lớn nhất đó chính là nó được đạt chứng nhận kép organic. Tất cả những cái sản phẩm của Bellamy đều được đạt chứng nhận kép. Chứng nhận kép ở đây là gì? Đầu tiên nó là NASA. NASA là chính là nông nghiệp bền vững. Cái chứng nhận này là cái nông nghiệp bền vững, là nó sẽ được đảm bảo rằng đây là một cái sản phẩm từ cái quy trình sản xuất, từ cái nguồn nguyên vật liệu, cái đất để nuôi bò cho đến là cái sữa, nó được chứng nhận hữu cơ. Bên cạnh đấy ACO là chứng nhận của chính phủ ở bên Úc, thì nó được đạt cái chứng nhận kép này thì chúng ta yên tâm về cái nguồn sữa mà chúng ta sử dụng cho con. Nó sẽ không đột biến gen, nó sẽ không có kháng sinh, nó sẽ không có bất kỳ cái tác nhân gây hại nào đến sức khỏe của con. Đấy, và đối với một cái sản phẩm organic thì bé nhà mình chỉ việc hấp thụ thôi, nó không bị cái tình trạng đào thải, và nó không, ví dụ như trong thành phần của sữa nó có 10 thì bé sẽ hấp thụ được cả 10, nên là nó rất là điểm vàng trong cái dòng sản phẩm này. Và nó mới về Việt Nam thôi nhưng mà được rất là nhiều ông bố bà mẹ đón nhận và tin dùng. Cái điểm ưu thứ hai của dòng sản phẩm này đó chính là, các bạn có thấy chữ A2 ở đây không ạ? Nó khác với Bellamy Organic mẫu cũ, đó chính là 100% ở trong cái thành phần, ở trong đạm trong sữa bò này là đạm A2. Và đạm A2 được chứng nhận hữu cơ. Cái đạm A2 nó rất là quan trọng nhá. Đối với sữa công thức thì nó sẽ chứa hai loại đạm A1 và A2. Đối với đạm A1 thì nó sẽ khó hấp thụ, khó tiêu hóa, bé dễ đầy bụng, khó tiêu và dẫn đến cái tình trạng dị ứng đối với các bé. Nhưng đối với đạm A2 thì chúng ta sẽ yên tâm về cái việc là hấp thụ cho con, nó rất là dễ hấp thụ, rất dễ tiêu hóa. Và đối với số mẹ bé Thủy Thảo thì có review về một cái dòng sản phẩm sữa 100% đạm A2, đó là sữa Carike. Nhưng đối với Bellamy thì đạm của nó đạm A2 nhưng lại được chứng nhận hữu cơ, nên nó còn cao cấp hơn rất nhiều và nó hỗ trợ hấp thụ cho bé rất tốt. Và đối với cái điểm ưu mà đạm A2 này thì đối với những bé nào mà ông bố muốn chọn một cái sản phẩm vừa lên cân cho con nhưng nó lại hỗ trợ tiêu hóa và sạch cho bé thì đây là một cái giải pháp rất là tốt cho gia đình của mình nhá. Đấy, nó sẽ cải thiện hết tất cả những cái vấn đề về tiêu hóa và nó hỗ trợ lên cân, hấp thụ rất tốt cho bé yêu nhà mình. Tiếp tục đến với cái điểm ưu thứ
thứ ba rồi đấy, thứ ba nhá. Thì đối với cái điểm ưu thứ ba trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn về cái bảng thành phần. Ở đây mình thấy là cái hàm lượng omega 3, omega 6, tức là DHA, ALA, đây là những cái dinh dưỡng mà để hỗ trợ phát triển trí não cũng như là võng mạc mắt cho bé. Thì ở đây mình đọc về nó mình thấy là rất là tuyệt vời. DHA được lấy từ tảo biển, và khi mà DHA được lấy từ tảo biển, đây là một loại DHA tinh khiết hỗ trợ hấp thụ một cách tối đa nhất cho bé. Và ngoài cái việc là từ tảo biển mà nó được chứng nhận hữu cơ nữa thì nó rất là tốt trong cái việc là nuôi dưỡng trí não cũng như là trong cái việc bổ sung phát triển võng mạc mắt cho con. Đấy, thì đối với một cái dòng sản phẩm sữa cao cấp, ngoài cái việc là tăng cân thì nó còn phát triển trí não cho con, và DHA lấy từ tảo biển được chứng nhận tinh khiết thì nó rất an toàn cho bé, không bị cái tình trạng là dư lượng DHA. Và đối với cái sữa hữu cơ thì thành phần của nó chứa bao nhiêu bé sẽ hấp thụ được 100% bấy nhiêu. Đấy, tiếp theo thì trong đây mình thấy là cái đạm rồi thì mình không nói rồi, đạm mà hai rồi. Ở đây thì có chứa tới 16 loại vitamin khoáng chất đầy đủ dinh dưỡng giúp cho bé. Và mình bật mí một chút cho chúng ta biết nhá, 16 loại vitamin khoáng chất này nó khác với những loại sữa công thức thông thường ở chỗ là ví dụ như để lấy được vitamin A này, thì thay vì sữa công thức thông thường sẽ phải là qua cái phương trình hóa học rồi tách rồi lấy được cái vitamin A đấy, và nó là dạng tổng hợp hóa học khó hấp thụ cho bé. Nhưng đối với sữa Bellamy Organic, đối với vitamin A mà được lấy để đưa vào trong sữa thì nó được lấy từ quả cà chua này, nó được lấy từ bí đỏ này, nó được lấy từ thực vật, và nó hoàn toàn hữu cơ. Chúng ta lưu ý là nó hoàn toàn hữu cơ để đưa vào trong một lon sữa như thế này. Nên đối với trên lon sữa nó ghi bao nhiêu phần trăm vitamin A, bao nhiêu phần trăm khoáng chất và 16 loại vitamin khoáng chất đạt chuẩn hữu cơ này thì bé sẽ hấp thụ được bấy nhiêu phần trăm luôn. Đấy là cái điểm ưu nữa của dòng sản phẩm này. Tiếp tục một cái điểm ưu nữa mà mẹ bé Thi Thảo sẽ nói trong video ngày hôm nay, đó chính là về hỗ trợ tiêu hóa. Thì ngoài cái việc là đạm A2 với sữa hữu cơ rồi thì trong dòng sản phẩm của sữa mình thấy là nó bổ sung thêm việc kết hợp chất xơ prebiotic và lợi khuẩn probiotic. Chất xơ prebiotic ở đây nó gồm là chất xơ FOS và GOS kết hợp với lợi khuẩn BB12. Đấy, thì nó là một cái sự kết hợp hài hòa để hỗ trợ vào trong hệ tiêu hóa cho con, và đặc biệt là nó cũng hỗ trợ tăng đề kháng cho bé rất tốt. Với những bé nào mà hấp thụ kém, với những bé nào tiêu hóa kém ngay từ cái giai đoạn sơ sinh, chúng ta nên sử dụng sữa Bellamy Organic cho con. Và với cái việc mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm sữa sạch này, hoàn toàn hữu cơ này, nó sẽ hỗ trợ cho bé hấp thụ không bị tình trạng dư thừa này, thì chúng ta sẽ yên tâm với việc là bé không lo tình trạng dậy thì sớm. Đấy là những cái điểm ưu điểm vàng của dòng sản phẩm Bellamy Organic này, và tại sao nó mới về Việt Nam thôi nhưng mà được rất là nhiều ông bố và mẹ đón nhận với cái dòng sản phẩm vàng đến từ Úc này. Rồi đấy là sơ qua những cái điểm ưu bên trong của nó. Bây giờ thì mẹ bé Thị Thảo sẽ đến với cái cách pha của dòng sản phẩm này nhá. Thì cách pha cũng như là những cái lưu ý sử dụng ở đây trên sản phẩm hoàn toàn tiếng Úc này. Những bạn nào mà biết đọc thì chúng ta sẽ cần đọc qua là chúng ta đã biết. Nhưng mà những bạn nào mà chúng ta không rõ về tiếng Úc thì chúng ta nhìn vào cái tem phụ ở bên trái này. Với những cái sản phẩm nội địa Úc nó phải có tem phụ. Thì chúng ta nhìn vào cái tem phụ này chúng ta sẽ thấy là ở đây nó chia cái số muỗng này, cũng như là ml nước và nhiệt độ phù hợp. Nhiệt độ của dòng sản phẩm này là từ 40 đến 50 độ C, và cái ml một muỗng tương đương với 60 ml nước phải chúng ta cho bé sử dụng. Đấy, và đối với từng cái tháng tuổi của con thì chúng ta sẽ có từng mức sữa sử dụng cho bé khác nhau. Mẹ bé Thị Thảo đã có làm cái video mà để cái lượng sữa công thức phù hợp với bé trong mỗi ngày tùy theo tháng tuổi, chúng ta có thể xem lại cái video đấy của mẹ bé Thị Thảo nhé. Ngày hôm nay thì mình đã review xong về cái thương hiệu sữa nổi tiếng, dòng sản phẩm sữa Bellamy Organic mới về Việt Nam và làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam về cái thương hiệu sữa này rồi. Và mong là cái chia sẻ này của mẹ bé Thị Thảo sẽ góp phần thêm cho ông bố và mẹ của chúng ta kiến thức để chọn sữa cho con yêu của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với số mẹ bé Thị Thảo. Có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta đừng quên là để nhận xét ở dưới video, hoặc chúng ta gọi điện trực tiếp vào số Zalo bên trên. Và mẹ bé Thị Thảo cũng có kênh Facebook fanpage nhá. Chúng ta chỉ cần gõ là mẹ bé Thị Thảo là sẽ thấy cái kênh Facebook fanpage của mẹ bé Thị Thảo luôn. Trong tất cả các kênh sẽ có nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.